Xin chào các bạn. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách điều chỉnh tốc độ chuột trên máy tính. Khi tốc độ chuột trên máy tính của bạn á, nó quá nhanh hoặc là quá chậm. Lúc đó nó sẽ ảnh hưởng tới thao tác và tốc độ làm việc của bạn. Vì vậy, trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách điều chỉnh tốc độ chuột trên máy tính. Các bạn có thể là áp dụng đối với Win 7, Win 8 và Win 10. Bước đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm này. Các bạn chúng ta sẽ nhập là Control Panel. Đó, ở đây nó có control panel rồi. Ở đây tôi chỉ gọi là control thì nó xuất hiện là control panel. Nếu máy tính của bạn á nó không có thanh tìm kiếm như thế này thì các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột này. Các bạn chọn là search. Chọn là shop search bot thì lúc này nó sẽ xuất hiện thanh tìm kiếm. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ gọi là control này. Và tôi sẽ chọn vào control panel. Đó, tôi tiếp chuột vào. Rồi tiếp theo, cửa sổ control panel á nó xuất hiện thì các bạn chú ý ở mục là view by này nó có ba tùy chọn các bạn chúng ta sẽ chọn vào tùy chọn số 2 là lên con đó các bạn nhớ chọn vào tùy chọn số 2 này nhá rồi sau khi các bạn chúng ta đã chọn vào tùy chọn là lên con rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào mau này để chúng ta điều chỉnh tốc độ chuột chọn vào mau rồi tiếp theo lúc này á một cửa sổ là mau property nó xuất hiện để điều chỉnh tốc độ chuột á thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab là pointer option. Rồi tiếp theo, các bạn chúng ta chú ý ở mục là select pointer speed, tức là cái mục này chúng ta có thể là điều chỉnh tốc độ chuột. Trong đó slow á tức là chậm, còn fast là nhanh. Nếu mà bạn cầm cái móc này á, bạn kéo vào slow này. Giả sử như ở đây tôi kéo sát slow luôn này thì tốc độ con chó chuột của tôi á nó rất là chậm. Rất là khó kéo này Đó Quá chậm luôn Bây giờ tôi cầm Cái móc này Tôi kéo vào phát này Tức là nhanh cực đại luôn lúc này con chảo chuột của tôi nó quá nhanh Tôi không thể nào mà chọn Chính xác được Đó Quá chậm cũng không tốt Mà quá nhanh cũng không tốt nha Nên các bạn chúng ta sẽ điều chỉnh cái móc này á Nó nằm giữa Tức là trung bình Đó Thì các bạn chúng ta có thể là thử nha Cái tốc độ chuột nào nó phù hợp với bạn thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào Apply và OK. Ở đây tôi có thể tăng lên này. Đó. Bạn nào sử dụng nhanh thì các bạn có thể cho nó tăng nhanh lên gần với tùy chọn là phát. Còn bạn nào muốn nó chậm lại á thì sẽ điều chỉnh nó gần với slow. Ở đây tôi sẽ cho nó hơi nhanh một xí bởi vì tôi đã sử dụng chuột thành thạo rồi. Tôi cho nó gần với phát hơn một tí. Rồi sau đó tôi sẽ chọn Apply này. OK. Đó. Lúc này á con chảo chuột của tôi nó đã nhanh hơn và khi tôi rê á thì nó đã nhạy hơn như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách điều chỉnh tốc độ chuột trong máy tính nếu thấy video hay hiểu đó thì bạn chúng ta hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi.